đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam. Hiện tại thì mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt chiếc Realme 3. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy hôm nay Realme tổ chức sự kiện quá hoành tráng luôn. Chúng ta sẽ có một không gian đi vào, đi qua từng ô một. Tiếp theo thì đi vào đây là một phòng đầy kính. Đó, các bạn thấy chưa? Xung quanh cũng như vậy đầy kính. Vừa nãy mình đi vào thì hoa mắt suýt nữa không biết là đường vào ở đâu. Và khi định hình một lúc thì chúng ta sẽ đi vào đây. Chúng ta sẽ có một cổng hình camera kép. Bởi vì là trên chiếc Realme 3 thì đây sẽ là một chiếc điện thoại trong mức giá rẻ, như các bạn cũng thấy nó sẽ có bộ đôi camera kép với camera chính độ phân giải 13 megapixel cùng khẩu độ là f1.8. Đó, đây camera f1.8 rất to ở trên đây. Đường đi vào thì cũng rất là huyền ảo. Nhưng mà tất nhiên thì với Realme 3 thì mình cũng đã có một video trên tay chia sẻ đến các bạn rồi. Nên là có lẽ là mình cũng không cần phải chia sẻ lại để cho các bạn nữa làm gì cho nó gọi là hơi bị thừa thãi. Mày là livestream nhỉ? Mày là cái thằng không chủ. Không, em đang quay ấy mà, quay mà. Tự là mày livestream. Định là không chia sẻ gì thêm về con này nhưng mà mình lại vớ ở đây được một cái màu rất là đẹp. Màu này thì nó sẽ là màu chuyển gradient, khi mà bên dưới nó sẽ có một cái màu xanh nó hơi lợt lợt, tức là màu xanh ngọc. Còn bên trên thì nó sẽ thiên sang màu nước biển, nhưng mà ở trong đây do là cái điều kiện môi trường ấy thì chúng ta sẽ khá là khó thấy được cái màu này. Thì các bạn sẽ thấy này, đó, bên dưới này thì cái màu nó sẽ là xanh lợt, nhưng mà khi lên bên trên thì nó xanh biển. Và tùy theo từng góc nhìn thì hai cái màu này nó cũng sẽ pha trộn vào nhau một cách rất là đẹp mắt. Đây là một phiên bản mình thấy rất là đẹp của chiếc Realme 3 này. Nếu như các bạn không muốn có một cái màu nó tối tăm giống như kiểu là cái màu tím này, đó, cái màu này sẽ là màu xanh pha tím một chút, nghiêng ra nghiêng lại thì nó cũng sẽ đảo mỗi tí ở bên dưới thôi. Nhưng mà còn cái màu xanh này thì nó lại đẹp hơn rất nhiều, nó trẻ trung hơn rất nhiều. Thì tùy theo cái sở thích của bạn, các bạn cũng có thể lựa chọn phiên bản này cho nó trẻ trung nhá.